chân nhất chân nhì chân gì một bao luôn. Rồi xong rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm cái luồng bẫy rắn ở dưới Sóc Dàm Mương Lớn cả nhà. Hôm nay đi có anh Quý với anh Bé nữa. Hai bé anh Út đang lưu tôi cui mấy bạn. Thì Tùng mấy anh đây giờ thăm. Mà xuống cái đầu tiên đây có không cả nhà. Chủ luôn. Bên kia có ông chủ nhà mấy bạn nữa cả nhà. Không dám nói lớn. Giọng khui có hàng cả nhà. Thấy gì không thấy gì hết. Rồi con chuột con luôn. Bắt lúa cho nó cả nhà. Con nó nằm lại chờ thêm tiếng nữa nha. Cái tiếp cả nhà có quay cho cả nhà xem. Rồi thăm cái tiếp theo luôn cả nhà ơi. Này đi với anh Quý trên này cho anh Quý thăm nha. Mấy cái này là anh Quý anh gài không à. Này thì Tùng không có thăm, đó Tùng không có gài. Cái gì vậy? Gài hả? Nặng không? Dính con gì vậy? Ui con rắn mắc lộ. Không may mắc lộ gì nè. Ừ, nó vô nó không ăn chuột mà nó xiết con chuột queo nó bỏ ra nè. Con này tầm chắc 2 lạng không tới. Có 2 lạng. Chứ mấy con này ngon lắm nha cả nhà. Thịt nó nhiều lắm nha. Đó, khá là im nha. Vô cái đầu tiên thì anh Quý anh có lâm hàng à. Khá im. Tiếp theo luôn cả nhà. Sát đường quá rồi xem. Mình đang thăm cái này không biết sao đây. Cùi có phân phướng gì đâu. Rồi cái gì quay không. Rất giả sát luôn. Một tài. Con muối mưa mưa xong rồi bão bão xong rồi mưa. Cái này hôm nay thì sao đây, phan phướng gì không. Còn luôn trời ơi nó dở giúp cái này luôn à, giúp cái này làm cái xì cua luôn. Vậy mà lâu quá không có em nào hết. Cái tiếp theo nè con cái nè. Nặng không? Có không? Hôm trước nó ỉa có phân gì mà không? Muối. Muối chuột con mà. Mà sao chuột con quý vậy? Này nó có phân nè mà phân nó thải ra mà nó mới đi đâu rồi. Chắc vô ra được hay gì. Rồi cho lúa luôn đi. Cho lúa đặt lại đi. Kỹ quá. Phân cũ hay gì á. Rồi đặt lại đi. Rồi như đó nó kiếm cái gì sâu sâu vô. Ừ. Vậy đó. Phân cũ lại. Rồi cái tiếp. Cái này thì hôm nay sao đây. Có dính được một con hoặc con gì không. Nhiều veo luôn. Dạ.
lúa luôn. Thất bại tiếp tục. Cái này gai dợn. Nhìn con gì mới có vô. Không xui. Có lúa ém mà chuột ém gì nè cái này. Có lúa này. Dính gì nặng gì vậy? Dính gì không? Cái gì đây? Lúa ém, con gì ém? Trời, đúng con gì hệt nhỏ cả nhà, nửa ký luôn. Đây, con gì hệt nửa ký nha. Rồi, thì Tùng ra lấy cái lò, Tùng cặt lại cả nhà. Dính con gì hệt nửa ký. Rồi, giờ thăm tới cái kế tiếp bờ này mình ngón cái nữa cả nhà. Mình quyến đặt. Cái gì? Dính cái này, hành nha. Hành nhì cả nhà. Ngon nha. Đây con hành chà bá lửa luôn. Con hành này 5 lạng, 5 lạng rưỡi. Khá im. Hồi ôi, nó đã cái đầu nó nè cả nhà. Rồi, tới cái kế tiếp luôn, kế bên luôn cả nhà. Rồi, như thế nào. Cái này vừa trốn hộp luôn. Đây, con hành này cả nhà. Con hành này khá bự nha. Nó vô cũng đầu mấy ngày. Nó có phân đây nữa nè. Phân nó thải vào đầu này luôn cả nhà. Phân thải vào đầu này luôn. Cũng cầm nặng lắm mà sao mà thấy nó ấy quá ta. Còn cái nữa thăm luôn đi anh Quý. Con cái đằng đẵng thăm luôn đi. Khá im. Rồi. Một em hành lúa đầu nha. Cái đó có không? Dính rắn nè. Dính gì? Dính con gì vậy? Dính con vện. Cái này dính luôn cả nhà ơi. Đây. Cái này dính con vện nhỏ luôn. Con này chắc tầm 4 lạng nửa ký gì đây. Trời ơi, hai con. Quá im. Rồi, dính rắn luôn. Hai cái hai con luôn nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì Tùng sẽ về và bắt rắn cho cả nhà. Sẽ quay thành quả cho cả nhà xem. Cái này là đây hồi lúc trước năm rồi là dính con hành 1,2 kg, bây giờ quay cho lại đặt. Rồi. Thấy cái đuôi rồi, hiểu rồi. Xong luôn. Cái đuôi. Đuôi xong rồi cả nhà. Cua. Rồi, bây giờ thì về bắt rắn ra. Nói chung ra rắn thì cả đống luôn nè cả nhà. Chưa bán được ký nào nha. Một tụng luôn. Nhà bên đây hai con vện nè. Hai con vện vện đi. Bên đây thêm một cú rắn nè. Rồi bắt mấy con rắn này nha. Cầm thêm đó. Thank you.
vô xong và hôm nay chạy thì mấy cái quán rồi có ai mua giống bán quá. Đặt tay về mua. Đâu hơn nữa, phải lái nữa à. Đúng mà mày lại. Nó thấy cho mày trắng bây giờ nè. Con lại. Con lại luôn. Vận hành trước đi. Gì đâu rồi. Cỡ gì không biết bé này. Ôi, cái này mặn trời. Được 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 bài đồng bé bán cái xiệc đi sắm cái nghề gắn lại à. Rồi. Không được đâu. Để gì? Rồi. Bé nó không vô ven à. Thổi phù nó vậy. Chạy lại đây. Rồi nó mua kịch chắc. Cái con mà nó nhồi đó mới bự đó. Hành đó đâu nó không phải bằng con giam này cho lên. Rồi kết thúc cái video luôn cả nhà ơi, vắng cũ vắng mới gì nè, bán không được nè, hai tụng luôn. Vắng mà một lần hai bao vắng. Hành nè. Mời không?